quá đông. Mày Giáng sinh dẫn con đi Aeon. Rồi mới ở dưới chỗ gửi xe mà đông vậy đây. Rồi đi. Tới rồi. Rồi chuẩn bị vào thang cuốn nè. Đi thôi. C1. Nhớ tí ra nha, không nhớ cổng nào. C1. Rồi bước lên. Đi siêu thị chơi Noel chào. Quá trời ơi, người công mà đẹp quá, đẹp quá trời đẹp. Đi ra xa xa mới thấy được cái cây, thông Noel. Rất là không đi. Rồi. Wow. Lại đâu đó hai anh em lại đâu đó chơi đi. Nhúng đại vậy, về lên nhúng rồi đi nhờ à? Này biết thì từ từ đó, đứng lên, đứng vô trong đứng lên. Đứng vô trong á. Đứng vô. Rồi bước lên. Đứng thẳng lên. Đã. Đứng rộng chân ra. Đã. Bụng nó rung. Này à, giảm mỡ toàn thân. Rồi chào đứng lên mọi người, chỗ đi xuống cho chào đứng lên. Con không đứng à? Đứng thôi. Hả? Chào. À, xin bong bóng hả? À. Lại xin chú ơi. Chú cho bong bóng. Đó, chú cho bong bóng vậy lại lấy.
Cảm ơn chú nha. Lock and lock nè. Bình lock and lock. Bình lock sao ạ? Đi đi lại chỗ cây đàn đó cái gì? Lâu nữa bạn ơi. Lâu làm gì? Lâu quá. Bút gì đâu mà 45.000 ghê vậy? 45.000 ghê vậy? Chắc cái đẹp một cây bút 45.000. Ok rồi. Là nó đắt, là nó đắt cái đầu này thôi chứ có gì để đắt. Nó có gì đặc biệt không em? Cái này Ừ. 45.000 một cặp. Dữ quá. Em nó sao vậy? Em nó sao?